Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hôm nay thứ Bảy ngày 17 tháng 9, chương trình có một số thông tin đáng chú ý. Bế mạc hội chợ trưng bày quảng bá sản phẩm nông nghiệp Quảng Nam lần thứ 3 năm 2022. Đẩy mạnh truyền thông chuyển đổi số trên địa bàn Quảng Nam. Huy động nhân lực, vật lực, thiết bị sẵn sàng đảm bảo giao thông trước, trong và sau bão lũ năm 2022. Phóng sự những đổi thay ở vùng Sơn Cẩm Hà. Thưa quý vị, sau 4 ngày 3 đêm diễn ra sôi nổi, hội chợ trưng bày quảng bá sản phẩm nông nghiệp Quảng Nam lần thứ 3 năm 2022 bế mạc vào sáng nay. Hội chợ lần này được Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần trách nhiệm của các đơn vị cá nhân tham gia. Hội chợ đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hội chợ với 130 gian hàng, có hơn 500 sản phẩm, hàng hóa các loại, được bày trí đẹp, chuyên nghiệp, khá thuận lợi cho khách hàng, người tiêu dùng tham quan, mua sắm và tìm hiểu cơ hội hợp tác. Đặc biệt có một số mặt hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp như dịch vụ tín dụng, bảo hiểm, máy móc, nông cụ, nông nghiệp, các loại giống cây trồng, phân bón. Việc lồng ghép các hoạt động tập huấn, hướng dẫn nông dân đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hô hát bài chòi, sinh hoạt nghệ thuật âm nhạc đường phố, góp phần làm phong phú, thu hút đông đảo nhân dân đến tham quan, mua sắm. Có hàng ngàn sản phẩm đẹp về mẫu mã, chất lượng sao OCOP để với người tiêu dùng. Hội chợ năm nay diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần kết nối cung cầu giữa người sản xuất và người tiêu dùng. Theo thống kê, doanh thu của hội chợ gần 3,5 tỷ đồng. Bế mạc hội chợ, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen cho 6 trên 18 hộ nông dân cấp huyện, thành phố, gồm Điện Bàn, Đại Lộc, Di Xuyên, Phú Ninh, Bắc Trà My, Hiệp Đức, Nông Sơn đã có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị và tham gia xuyên suốt các hoạt động tại hội chợ. Tặng bằng khen cho 8 đơn vị doanh nghiệp tài trợ và các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi và Đắk Lắk cùng đồng hành với Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam tại hội chợ lần này. Hôm qua 16 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành công văn đề nghị các sở ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nội dung công văn nêu rõ công tác lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo hướng tích hợp của luật quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở ban ngành địa phương, thường xuyên phối hợp đôn đốc liên doanh tư vấn và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ đảm bảo chất lượng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, gửi báo cáo trực tuyến về tiến độ lập quy hoạch trên hệ thống thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 hàng tháng, kịp thời tổng hợp các nội dung còn chưa thống nhất để báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo theo thẩm quyền quy định. Các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư và liên doanh tư vấn lập quy hoạch tỉnh để khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh các nội dung liên quan đến quy hoạch tỉnh, bổ sung số liệu cần thiết lập quy hoạch tỉnh nếu thiếu và tiếp tục góp ý, thống nhất nội dung phương án tích hợp vào quy hoạch tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch 5798 về truyền thông ngày chuyển đổi số quốc gia ngày 10 tháng 10 trên địa bàn Quảng Nam. Chủ đề ngày chuyển đổi số quốc gia năm nay là chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Kế hoạch truyền thông làm cho mỗi người dân thấy được vai trò trung tâm và huy động được sự tham gia của toàn dân trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, nhận thức được ý nghĩa của chuyển đổi số như là một phương thức phát triển mới của đất nước trong thời gian tới, mở ra những không gian mới cho sự phát triển. Theo kế hoạch này, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu hoạt động truyền thông phải đảm bảo đổi mới sáng tạo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức. Hình thức tuyên truyền phải đa dạng, tận dụng sức mạnh của truyền thông và mạng xã hội để lan tỏa thông điệp, làm cho toàn xã hội hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của ngày chuyển đổi số quốc gia. Trong hai ngày 16 và 17 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An và Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế UICN tổ chức hoạt động tham vấn quản lý rác thải nhựa tại thành phố Hội An. Hoạt động tham vấn lần này nhằm cung cấp thêm thông tin về các nhóm liên quan đến dòng rác thải tại thành phố Hội An để đưa ra những đánh giá phân tích, từ đó xác định các vấn đề ưu tiên trong quản lý rác thải nhựa đại dương.
Nhiều vấn đề đã được đề cập như bài học kinh nghiệm về quản lý rác thải nhựa 5 năm qua, thực trạng công tác vệ sinh, thu gom vận hành các công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt, đánh giá thực trạng, thách thức công tác quản lý chất thải rắn ở Hội An. Qua đó lần lượt trả lời các câu hỏi, rác thải nhựa, mỗi chúng ta cần phải làm gì, những cơ hội để phòng ngừa ô nhiễm nhựa, làm thế nào để ngăn chặn ô nhiễm nhựa. Hoạt động tham vấn cũng góp phần hỗ trợ Hội An tiếp tục triển khai hiệu quả chủ trương giảm thiểu sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần, thực hiện đề án bảo vệ môi trường thành phố đến năm 2025. Ngày 16 tháng 9, Ban vận động Quỹ vì người nghèo huyện Kỳ Xuyên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kỳ Xuyên phối hợp với xã Duy Trung và thị trấn Nam Phước tổ chức nghiệm thu và bàn giao 6 ngôi nhà đại đoàn kết trong diện các hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm năm 2022 của Ủy ban Nhân dân huyện. Đó là các hộ bà Lê Thị Hồng, hộ bà Lê Thị Nam, hộ ông Nguyễn Khắc Nửa, hộ bà Lê Thị Hoa ở xã Duy Trung, hộ ông Phạm Chí Quý, hộ bà Trần Thị Hạnh ở thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên. Các hộ gia đình trên đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau già yếu. Các căn nhà được xây dựng theo tiêu chuẩn nhà cấp 4, mái lợp tôn hoặc ngói, kinh phí xây dựng mỗi nhà từ 120 triệu đồng đến 350 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hỗ trợ mỗi nhà 40 triệu đồng. Nguồn ngân sách của huyện hỗ trợ 20 triệu đồng, nguồn quỹ vận động, quỹ vì người nghèo của huyện 40 triệu đồng. Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải vừa có chuyến kiểm tra và làm việc với các địa phương có các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đi qua về kế hoạch huy động nhân lực, vật lực, thiết bị sẵn sàng đảm bảo giao thông trước, trong và sau bão lũ năm 2022. Trong đó đặc biệt quan tâm đến các tuyến đường đi qua các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang. Ngay đầu tháng 8 năm 2022, Sở Giao thông Vận tải Quảng Nam đã kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành giao thông vận tải, phân công nhiệm vụ, lịch trực cho từng thành viên và triển khai nhiệm vụ công tác phòng chống thiên tai đến từng đơn vị, lực lượng. Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác khơi thông mương rãnh, lòng cống, lòng cầu, giải quyết tốt công tác thoát nước trên mặt đường, hạn chế xói lở nền đường, mố trụ cầu hạ lưu cống ngang đường ngay trước mùa mưa, kiểm tra toàn bộ hệ thống cầu đường, các vị trí xung yếu như đoạn đường đèo dốc, cầu yếu, đoạn thường xuyên xảy ra ngập lụt, bổ sung cọc tiêu, cọc thủy khí, biển báo. Dự phòng vật tư, máy móc, nhân lực tại các tuyến đường thường xuyên ách tắc giao thông do mưa lũ, sạt lở như quốc lộ 14B, 14A, 14D, 40B, 24C, DT-606, DT-611, DT-615. Xây dựng phương án bố trí lực lượng, thiết bị, dự phòng, vật tư tại các vị trí xung yếu, thường hay sạt lở, ngập lụt, gây ách tắc giao thông và phương án phân luồng giao thông khi xảy ra ách tắc đường nhiều ngày. Theo dự báo, tình hình thiên tai các tháng còn lại của năm 2022 có khoảng 4-6 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, nguy cơ bão di chuyển phức tạp, dồn dập. Từ tháng 9 đến tháng 11, đề phòng các đợt mưa lớn gây lũ và ngập lụt. Kinh nghiệm của ngành giao thông vận tải Quảng Nam là thấm nhuần phương châm 4 tại chỗ nhằm chủ động phòng chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn công trình đường bộ trước, trong và sau mùa mưa bão năm 2022. Thưa quý vị, đã 60 năm kể từ khi tiểu đoàn 70 tỉnh đội Quảng Nam mở chiến dịch vượt sông Tiên giải phóng Sơn Cẩm Hà 25 tháng 9 1962, 25 tháng 9 2022. Vùng quê Sơn Cẩm Hà thực sự thay da đổi thịt. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, Đảng bộ và nhân dân ba xã Sơn Cẩm Hà đoàn kết một lòng phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước trong giai đoạn mới, đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi trên mọi lĩnh vực. Ba xã đều đã về đích nông thôn mới và hướng đến xã nông thôn mới nâng cao. Phóng sự ghi nhận những đổi thay phát triển của vùng đất này. Đất và người Tiên Phước vẫn còn lưu dấu ký ức một thời hào hùng với hai chuyến vượt sông Tranh và vượt sông Tiên mở về đồng bằng của đoàn quân giải phóng. Vùng Sơn Cẩm Hà có ý nghĩa chiến lược cực kỳ quan trọng, làm bàn đạp để phát triển phong trào cách mạng xuống đồng bằng. Đúng 2 giờ sáng ngày 25 tháng 9 năm 1962, tiểu đoàn 70 tỉnh đội Quảng Nam vượt sông Tiên đánh chiếm các lô cốt trận địa của giặc. Cuộc tiến công đã giải phóng thêm một tuyến dài từ Việt An, An Tráng đến Tùng Lâm, tạo thành một vùng giải phóng rộng lớn từ phía Tây Thân Bình đến Bắc Tiên Phước. Chiến dịch vượt sông Tiên nhanh chóng thu thắng lợi, góp phần đập tan âm mưu dồn dân vào ấp chiến lược của địch. Tạo thế và lực đẩy mạnh phong trào cách mạng,
cùng quân và dân miền Nam tiếp tục chiến đấu để làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975. Giải phóng đường Sơn Cẩm Hà, tỉnh mở rộng vùng giải phóng và vùng làm chủ, xây dựng căn cứ địa cách mạng, làm bàn đạp tiến xuống đồng bằng, bảo vệ vùng hậu cứ rộng lớn của tỉnh, bổ sung nhân lực, vật lực cho cuộc kháng chiến. Tại đây, tỉnh ủy đã có hai lần đứng chân vào năm 1962, năm 1963 và tháng 1 năm 1973 đến tháng 3 năm 1975 để lãnh đạo phong trào cách mạng trong suốt những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975. Sau ngày hòa bình lập lại, nhân dân Sơn Cẩm Hà ra sức khai hoang phục hóa, vận động người dân tăng gia sản xuất, trong đó chú trọng phát triển chăn nuôi, đầu tư mạnh về kinh tế vườn, trang trại. Nhiều mô hình kinh tế vườn, trang trại đạt nguồn thu lên đến 200 triệu đồng mỗi năm. Điển hình như cựu chiến binh Đặng Hoàng, thôn 3, xã Tiên Sơn. Với đức tính cần cù, chịu khó, ông đã xây dựng khu vườn trồng cây ăn quả cho thu nhập khá cao. Gần đây thì có chương trình đề án 03 là của tỉnh và huyện hỗ trợ thì chúng tôi nhận được 26 triệu và đầu tư thêm mở rộng diện tích vườn ra. Gương mẫu để vận động nhân dân, để mà nhân dân trong làng xóm cùng làm theo. Đến với xã Tiên Hà, có thể nhận rõ bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, đường làng ngõ xóm xây dựng khang trang. Trong nhiệm kỳ vừa qua, xã Tiên Hà được đầu tư cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa trên 20 tỷ đồng. Những năm qua, địa phương tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân địa phương không ngừng tăng cao. Đặc biệt chất lượng giáo dục của địa phương ngày càng nâng cao. Đến nay, các trường học ở xã Tiên Hà đều đạt chuẩn quốc gia. Trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong sau khi được chuyển về trung tâm địa bàn xã thì cái việc thuận lợi cho học sinh là đến trường gần hơn và sự quan tâm của địa phương cũng như là phụ huynh quan tâm hơn, hỗ trợ cho việc công tác dạy và học của nhà trường ngày càng được phát triển hơn. Tỷ lệ học sinh trước kia là bỏ học rất nhiều, nhưng mà đến nay là trong 5 năm gần đây thì tỷ lệ học sinh bỏ học là không còn nữa. Và học sinh đến trường rất là vui vẻ, hứng thú trong vấn đề việc dạy và học của nhà trường. Giờ đây, diện mạo vùng quê Sơn Cẩm Hà đã thay da đổi thịt, kết cấu hạ tầng giao thông được chú trọng đầu tư, nhất là các tuyến đường DT614, DT615, nối thông suốt giữa ba xã, đã tạo được bước đột phá trong phát triển kinh tế ở vùng đất Sơn Cẩm Hà. Vùng quê này trước đây thuộc vùng sâu vùng xa, nhưng bây giờ lại là cửa ngõ mở ra ba hướng, Hiệp Đức, Tam Kỳ và trung tâm huyện lỵ Tiên Phước. Qua đó tạo điều kiện cho nhân dân đi lại, giao thương buôn bán, nông, lâm sản. Hệ thống điện đường, trường trạm được xây dựng kiên cố, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập và chữa bệnh của người dân địa phương. Trong những năm gần đây thì địa phương Tiên Hòa cũng đã tập trung lãnh đạo toàn diện trên tất cả lĩnh vực. Nghị quyết của đảng bộ đề ra năm nhiệm kỳ 2020-2025 là Tiên Hòa chúng ta phải đạt nông thôn mới nâng cao đến cuối nhiệm kỳ và tập trung lãnh đạo để cùng với huyện hoàn thành cái tiêu chí là huyện Tiên Phước đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Rồi sự giúp đỡ từ trung ương tỉnh và nỗ lực từ người dân địa phương của ba xã Tiên Sơn, Tiên Cẩm, Tiên Hòa thì họ cũng đã đoàn kết và nỗ lực cùng với những cái điều kiện vốn có của địa phương để tập trung phát triển kinh tế, hoàn gắn những cái vết thương sau chiến tranh. Thì đến thời điểm bây giờ thì cơ bản đối với ba xã này thì cùng với những cái cơ chế chính sách của nhà nước từ trung ương tỉnh cho đến huyện thì nhân dân ba xã cũng đã tập trung vào phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, chuyển đổi ứng dụng khoa học kỹ thuật để mà phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại cùng với khai thác những cái nguồn có tại địa phương để đời sống nhân dân từng bước được nâng lên về mọi mặt. Sơn Cẩm Hà đã không còn là một vùng sâu vùng xa như một thời đã qua, mà nơi đây bộ mặt nông thôn mới ngày càng khởi sắc. Ba xã Tiên Sơn, Tiên Cẩm, Tiên Hà trở thành những địa phương điển hình trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội của huyện, đóng góp tích cực vào bước chuyển đi lên của huyện Tiên Phước trong nhiều năm qua.
Thưa quý vị và các bạn, từ khi sinh ra đã không có cha, mẹ bỏ đi biệt xứ, sống nương nhờ bà ngoại trong ngôi nhà nhỏ đã xuống cấp. Đó là hoàn cảnh thương tâm của em Châu Lê Anh Thư, dân tộc Co, học sinh trường tiểu học Kim Đồng, huyện miền núi Bắc Trà My. Những ngày không phải đến trường, Thư lại theo bà ngoại ra đồng làm công cho bà con hàng xóm. Mấy năm nay, để có thêm cái ăn, cái mặc, trang trải cho em được đến trường, bà ngoại Thư đã nhận làm thêm rất nhiều việc. Chăm chỉ, cần mẫn, bà ngoại Thư đã nhận làm ruộng, nuôi heo lấy sẻ cho xóm giềng. Thế nhưng cuộc sống của hai bà cháu vẫn không mấy dễ dàng, khi người bà ngày càng lớn tuổi lại mắc bệnh xương khớp, đau ốm triền miên. Cuộc sống của hai bà cháu phần lớn dựa vào nguồn hỗ trợ hộ nghèo của nhà nước. Chính quyền địa phương, bà con hàng xóm láng giềng, nhà trường cũng đã hỗ trợ cho thêm quần áo, sách vở để Thư được lên lớp. Hai bà cháu coi như có chị ăn nói này chuẩn về. Nói rửa nó ăn, có chị ăn nói cho nên đồng tiền là thiếu thốn. Sức khỏe bên ngoài thì nói chung là đau miết. Cái chân là đau miết này, uống thuốc mà đi được, mà không uống thuốc là không đi được. Từ hồi hăng học lớp 1 chừng là cô bà ngoại đau miết, hồi đi được, hồi bỏ học luôn. Sinh ra đã không biết mặt ba, mẹ Thư cũng bỏ nhà đi mấy năm nay. Chỗ dựa duy nhất của em là bà ngoại. Có những lúc mong ước lớn nhất của đứa trẻ 7 tuổi là có người làm bạn, nói chuyện cho đỡ buồn tuổi. Biết hoàn cảnh của mình nên mọi việc học hành, ăn uống hàng ngày, Thư đều tự giác, chu tất để bà ngoại không phải phiền lòng. Có những hôm trời mưa lớn, nhà dột không có chỗ nằm, hai bà cháu lại phải mang mền, chiếu sang hàng xóm ngủ nhờ. Ước mơ đến trường của Thư vẫn còn lắm nỗi trông trên. Lúc nhỏ con ở với bà ngoại chỉ bị đau chân, nhà con chỉ bị hoàn cảnh khó khăn. Con muốn đi học với bạn bè. Con mong bằng sống lâu. Qua nhận biết được là em Thư là một trong những học sinh có cái hoàn cảnh rất là đặc biệt khó khăn. Em là sống với lại bà ngoại từ lúc 2 tuổi và được bà ngoại là nuôi và dắt em hàng ngày thì dắt em đi học. Không có một cái phương tiện gì, chỉ đi bộ. Và đặc biệt là em là một người học sinh của đồng bào dân tộc thiểu số. Em cũng rất là năng nổ, nhiệt tình trong cái việc học tập của mình. Thì một lần nữa cũng rất là mong được các mạnh thường quân tạo điều kiện giúp đỡ để cho em Thư tiếp tục đến lớp. Hoàn cảnh của em Thư rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm để Thư có thể tiếp tục đến trường mỗi ngày như bạn bè cùng trang lứa. Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin gửi về địa chỉ từ thiện Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Bây giờ là bản tin dự báo thời tiết, bản tin do Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam cung cấp. Thân ái kính chào tạm biệt.